Triều Tiên sáng nay tuyên bố có sức mạnh bất khả chiến bại mà thế giới không thể phủ nhận, cũng như có thể đương đầu với bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay đã đăng tải một loạt các thành tựu của quân đội Triều Tiên, khẳng định quân đội đã được trang bị năng lực tấn công và phòng vệ, có thể đối phó với bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào. Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau khi nước này liên tiếp phóng thử tên lửa, trong đó có vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hôm 24 tháng 3 và khiến thế giới đặc biệt quan ngại. Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố nhân dịp Triều Tiên đang chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội vào ngày mai, 25 tháng 4. Nhân dịp này, giới quan sát quốc tế dự đoán Triều Tiên có thể sẽ tổ chức diễu binh quy mô lớn hoặc tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí. Trên thực tế, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa hề có bất kỳ cải thiện nào kể từ sau thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019. Trong bức thư tay gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên mới đây, Tổng thống sắp mãn nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Triều Tiên tiếp tục cam kết hợp tác liên triều, hy vọng hai nước sẽ tiếp tục đối thoại thời gian tới.